ở bên đó là sống chung với nhau rồi. Xong về đây nó cũng dịch khoảng chừng 1-2 tháng gì đó là con phải ở chung nhà với ảnh, xong rồi cái thói quen rồi, cái bây giờ kêu tách ra Khó thì chịu khó chịu, nên ảnh có xin bố mẹ cho con tới ở chung với ảnh luôn. ha. Xong rồi cái về Việt Nam cái ảnh suy nghĩ sao anh không chịu nữa, ảnh kêu là thôi vậy thiệt thòi cho em, mẹ ảnh không có cầu hôn gì đèn quen hết. Con mới nói là mấy cái đó hình thức thôi không quan trọng. Xong rồi cái em từ chối. Trong khách sạn cái anh tức vậy, anh kêu là em học bài giả tạo. Em học bài giả tạo. Tại sao em lại như vậy? Con không hiểu gì hết. Mà nhắm Ủa mắt tại sao hả? Nhắm lại? mắt hay là mở mắt? Lúc đó anh đang mở mắt luôn. Ờ. Lúc đó anh tỉnh rồi. Tại sao anh lại nói em vậy? Xong kêu là anh nằm mơ anh thấy tụi mình cãi lộn. Con Ồ, không vậy hiểu là gì ghen hết. trong mơ rồi. Xong rồi dạ, xong rồi Ừ. nguyên một đêm ngủ không có ôm con luôn. Tại sao Paulo lại chọn Kỳ Duyên? It's not about choose. We start dating and I start to liking her more and more. And like, of course, I had a good impression, first impression. That was a good thing. But in that day, she avoided me. And I even think she was interested in my friend. So I told my friend, hey, you should talk to this girl. But he didn't. And then 1 week later, I talked to her and we started having a couple dates, going for coffee. And then from that time, after 4 dates, I chose her. I see she was a good person to be with me. I Trời. like her family, I like her style, attitude, talk. That's why I chose her. Sau bao lâu tụi con chính thức là yêu nhau, từ cái hôm mà gặp nhau ở Berlin? Dạ, từ lúc bowling cái ngày mới lần đầu gặp lại thì 2 tuần sau tụi con có đi chơi, 2 tuần sau đó nữa là chính thức hẹn hò. Coi như là 1 tháng đó. Vỏn vẹn Dạ. một tháng đó. Tụi con hẹn hò nhau bao lâu rồi? Tháng 6 này là được 3 năm rồi. Wow. Dạ, cưới nhau được một Gonna be 1 year and a half. Một năm rưỡi. Paulo, the first kiss with her, Huh? where? Do Where? you remember? Yeah, I do. It was when I drove her back home Back home. from a coffee and a movie, and then I stopped nearby À. her parents' house, but like 1 kilometer earlier, and then we talking, and then I asked if I could kiss her, and then we had the first kiss. It Oh. was one month later. Đó, the feeling, your kiss. Your How do you first feel? I think if I should do earlier, first date, second date, but it was actually perfect. I wait a little bit more because I got to know she was a good girl, good person, and the feeling was awesome. And then I drive back home, I was smiling the whole time. À, Yeah. thế còn con thì sao? Con cũng vậy, con xong cái vô nhà cái con cũng cười quá trời cười luôn. Mẹ con cùng sao mày cười hoài vậy? Ừ. Con nó có nói đâu, con cũng chỉ cười thôi. Rồi sau đó là hai đứa coi như là có sống thử với nhau trước khi đám cưới không? Dạ có, tụi con sống với nhau khoảng chừng 8 tháng Ừ. là tụi con cưới nhau. Gia đình con như thế nào? Dạ, lúc đầu thì bố mẹ cũng không chịu, Ừ. cũng hay kêu con đi về nhà, nhưng mà tại tụi con đi Brazil về ở bên đó là sống chung với nhau rồi. Xong về đây nó cũng dịch khoảng chừng 1-2 tháng gì đó là con phải ở chung nhà với ảnh, xong rồi cái thói quen rồi, cái bây giờ kêu tách ra Khó thì chịu khó chịu, nên ảnh có xin bố mẹ cho con tới ở chung với ảnh luôn, ha. rồi bố mẹ mới đồng ý. Ừ. Cái đợt đó là con về Brazil để mà gặp gia đình của Paulo. Dạ. Rồi bố mẹ của Paulo làm sao? Bố mẹ Paulo rất là hiền, dễ thương. Nói chung là con cũng không nói chuyện được gì nhiều với lại bố mẹ của Paulo. Tại bố mẹ Paulo không nói tiếng Anh, cho nên là con không nói chuyện được nhiều. Nhưng mà họ rất là quý con. Nói chung Ừ. là bố mẹ rất là hiền. Khi mà lần đầu tiên đưa bạn gái về, bố mẹ của Paulo có nhận xét gì về cô bạn gái này? The first day when we came, when we fly to Brazil, she go to my parents' house with pink hair, was a little bit pink. Yes. They kind of didn't like that much, but the rest, they like it. They like it that she's not so big girl, small girl, good size for me. Cute, she smile, she offer help for them, what she could do, maybe cooking or something like that, and so they love it. Bạn này cầu hôn em có lãng mạn không? Dạ không, con cầu hôn bao lâu trước? Con cầu hôn bao lâu trước? Thiệt Là không? tôi. It's a funny story. Tại vì cái đợt đó là ở bên đó là dịch nổ ra, mới lo sợ về cái vấn đề visa này kia, với lại con cũng muốn là Paulo không có phải lo về visa tourist nữa, khi mà nếu mà cưới thì sẽ có cái thẻ định cư. Lúc đó ở trên biển thì con mới nói là hay là mình cưới đi rồi anh sẽ có cái thẻ định cư, không còn phải lo về mấy cái vấn đề visa nữa. Đi dài Con hạn thấy rất nữa. mất tiền, nó rất là đắt, nhưng mà anh kêu ok. Xong rồi cái về Việt Nam cái ảnh suy nghĩ sao anh không chịu nữa, anh kêu là thôi vậy thiệt thòi cho em, mẹ ảnh không có cầu hôn gì đèn quen hết. Con mới nói là mấy cái đó hình thức thôi không quan trọng. Xong rồi cái em từ chối, thời gian sau nữa cái lại nói lại thôi mình cưới, cho nên là con nó vậy, nó là một cái màn cầu hôn đó. Dạ không có gì, Chung không có gì chung đặc chung biệt nghĩa luôn. nghe là Paulo phải lãng mạn và cầu hôn. Trời ơi, Paulo không lãng mạn. Many Brazilian men, they are very romantic. I was shy. Start living alone when I travel.
I start to be less shy, but with friends, with girls, I still shy and it's a bit hard to be romantic. Sometimes I try, but it's simple. But mainly Brazilian people, the men, they try to be more romantic. Lãng mạn nhất của anh là chỉ có những ngày lễ đi về với một bó hoa. Ồ, vậy là được rồi. Dạ. Nhưng mà con sống với một người nước ngoài á, lúc mà tụi con yêu nhau rồi sau đó là ngay cái thời điểm mà dịch luôn đúng không? Dạ. Bùng dịch luôn, cả thế giới quốc gia nào cũng bị ảnh hưởng hết trơn á. Dạ. Về công việc, về tất cả mọi thứ thì cái thời điểm đó tụi con có những cái mà giận hờn hay là cái căng thẳng stress về cái công việc của mình không? Đợt đầu dịch tụi con vẫn ổn. Xong rồi đợt dịch thứ hai mới là thật sự là một cú sốc rất là lớn. Công việc thì không có thu nhập trong vòng 4 tháng trời luôn. Ừ. Thì cái đó nó cũng ảnh hưởng tụi con. Ừ. Nhưng mà tụi con thường không có cãi nhau về vấn đề tiền bạc nhiều, không có cãi về cái vấn đề áp lực, mà chỉ cãi nhau về những cái lặt vặt li ti ở trong nhà thôi. Với lại cái thời điểm đó là cái thời điểm Paulo rơi vào trầm cảm, những cái gì mà nó nhỏ nhặt nhất Paulo cũng rất là dễ nóng giận, cho nên là cãi nhau. Sau đó thì con mới thấy là Paulo bị như vậy, cho nên là những cái chuyện nhỏ đó thì con cũng nhịn, con không có cãi lại làm cái gì hết. Và tụi con vượt qua cái thời điểm đó là mấy tháng? Cái đợt đầu dịch đó thì Paulo cũng bị nhẹ nhẹ thôi. Ừ. Xong rồi đợt dịch thứ hai mới bị nặng, chắc cũng phải 2 năm. Ủa gì hả? Dạ. Cái đợt thứ hai là bao lâu? Tầm 8 tháng đó. Ừ. Thì em mới hiểu cái điều đó. Sau đó thì là có một cái đám cưới là hoành tráng không? Dạ, tụi em chưa làm đám cưới. Tụi em mới đăng ký kết hôn rồi đúng không? Tụi em muốn đợi bố mẹ Paulo năm nay về tụi em tổ chức đám cưới. Có dự kiến chưa? Cuối năm ạ. Vậy là khi mà hai đứa bắt đầu sống thử với nhau, có lòi ra tật xấu gì không? Dạ, tật xấu là cực kỳ nóng tính, sau dịch thì còn nóng tính hơn nữa. Wow. Dạ, nóng tính với có cái là hay nặng mụn. Nặng mụn ai? Dạ, nặng mụn của chính mình. Có nặng mụn con không? Dạ không. Tắm xong thì thì thôi đi, đi ta lau khô người đi ra đi không nhìn vô gương. Xong rồi á là thấy một đống đống luôn, xong rồi nặng nặng một hồi là quên. Xong rồi cái lúc mà nhận ra thì là mình đã bày bất thương trên mặt là sao. Xong rồi buồn trầm tư, xong rồi cứ ngồi suy nghĩ và... dạ đúng rồi đó. Và bây giờ cải thiện, giống như là hồi đó bị trầm cảm cũng một phần là do bị nặng mụn. Có ghen không? Trời ơi ghen lắm. Nếu mà đi bình thường, đàn ông con trai người ta nhìn, ví dụ nhìn liếc liếc nhìn sơ sơ thôi thì không sao. Nhưng mà nếu mà trình trực diện vô con luôn á, để ý thì anh sẽ lại nói chuyện với người đó. Oh. Là sao nhìn vợ tao vậy? Là kiểu vậy đó. So beautiful, I have to be jealous. Oh, có gì nữa nè? Ngủ hay bị mộng du á, cô chú. Có một cái hôm mà con kiểu buồn và bị sốc luôn á, là tại vì là hôm đó tụi con đang ở Đà Nẵng. Trong khách sạn cái anh tức dậy anh kêu là em học bài giả tạo. Em học bài giả tạo. Tại sao em lại như vậy? Con không hiểu gì hết. Nhắm mắt, mắt hay là mở mắt? Lúc đó anh đang mở mắt luôn. Lúc đó anh tỉnh rồi, tại sao lại nói em vậy? Xong kêu là anh nằm mơ thấy tụi mình cãi lộn. Không, vậy là ghen trong mơ rồi. Xong rồi dạ, xong rồi nguyên một đêm ngủ không có ôm con luôn. Thật tới nỗi mà anh không biết được đâu là thật đâu là giả. Xong rồi ngày hôm sau thì anh xin lỗi, anh mới nhận ra nó là mơ. Mơ. Con đang nằm ngủ, cái anh kêu là anh thấy người đó đang nhìn tụi mình. Xong rồi cứ chỉ độ con sợ quá. Sợ sao không sợ? Má. Có đi tới đi lui không? Dạ có, trời ơi. Dậy xong rồi cái là đi vòng quanh nhà luôn. Anh thấy họ cứ quay lại hỏi là em có biết những cái người mà hay dòng ngó nhà của người khác không? Con nói là biết, họ đang ở đây nè. Xong rồi quay lại ngủ, sáng ngày hôm sau hỏi lại không nhớ. Không biết gì đâu, đúng rồi, đang ngủ mà. Nói cho Paulo có một cái nỗi sợ là sợ bị ai đó vô nhà cướp đồ. Cho nên là lúc nào cũng mơ hay có trộm cướp vô nhà hết trơn, rất là sợ. Bây giờ con mong Paulo thay đổi điều gì không? Con chỉ mong có một cái là bớt nóng tính lại thôi. Yeah. I just hope you let calm down more. Let jealous. Rồi giờ tới Paulo đó. He loves to watch Chinese and Korean TV shows and every day. Rồi còn gì nữa? Nothing else. Yeah. Cooking. She learned to cook when we start dating and live together. So because of me, she couldn't cook and she learned and she do good. Con nấu thì anh cũng khen ngon chứ. Thì con cũng nghĩ là con nấu cũng ok, tại vì con tự coi, tự học, tự nấu, cho nên là ảnh không có cái complain về điều đó đâu. Do you want her change more? No, she did already. I'm happy with her change. Yes. Quá trời là sung sướng. Ủa nhưng tụi con là đã có em bé chưa? Tụi con có hai bé. Ủa hai bé là hả? Dạ, một bé trai, một bé gái. Bé cún phải không? Bé cún phải không? Dạ. Một bé mèo. You want have baby? I want yes, but if I already have my babies now. This year or next year? I think 2 or 3 years later. Oh. Con cũng muốn là ảnh, cái tâm của ảnh nó vững hơn một chút xíu thì mình mới nên có em bé. Nhưng bây giờ con thấy ảnh hơi nóng tính quá,
thấy chú có sẵn sàng. Cô nghĩ là về nè, lúc nào mà rảnh rảnh hai đứa về Brazil hoặc là ở đây á, con tìm một cái bác sĩ mà về cái bệnh mũ mộng du á, mình có thể trị được, cho bác sĩ họ tư vấn xem mình cải thiện cái tình trạng nó như thế nào. Anh lúc nào anh cũng phải hoạt động á. Khi mà anh mộng du là anh vẫn phải hoạt động trong giấc ngủ đó, thành ra cái thần kinh của anh nó lúc nào nó bị căng thẳng, nó mới dịu, cho nên là anh bị nóng tính đó. Theo cô nghĩ là như vậy, thành ra con cho anh gặp bác sĩ để mà giống như mình có những cái thuốc nó không còn cái tình trạng mộng du trong giấc ngủ nữa. Nghe rồi, cảm ơn chị Duyên, cảm ơn Paulo đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dạ. Dạ, lúc đó là chưa có được xài riêng thì mượn của cha mẹ xài thôi, nhắn xong rồi xóa. Xóa liền dễ sợ không hả? Còn bên này có phải là mượn điện thoại của ba mẹ luôn không? Dạ đúng rồi, hai đứa quen gần 2 năm, ảnh mới nắm tay em và hôn em. Tính nít lắm, như là làm gì chút xíu không vừa bụng cũng giận đó. Có thể là ngày, có thể là giận 4-5 lần là chứ mình. Ví dụ như cái câu chuyện một ngày giận 4-5 lần. Dạ. Trời ơi nó rảnh ghê. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng chào đón tiếp cặp vợ chồng thứ hai. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Thị Cẩm Tú, năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Hậu Giang, hiện đang làm nhân viên kế toán. Dạ, xin Hậu chào Quốc Thuận, xin chào chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Du Phong, em đến từ Hậu Giang, năm nay em 28 tuổi. 28. Nghề nghiệp của em là kỹ sư cơ khí. Ông đoán cái cho tôi vui vẻ coi nè. Hai bạn có phải là chung sớm với nhau, và từ nhỏ là hai bạn đã là thanh mai trúc mã với nhau. Đi học là hai bạn cũng đi chung với nhau, cũng là những người bạn học chung trường, chung lớp với nhau. Và tình yêu bắt đầu nảy nở và yêu nhau lén lút. Và cho tới bây giờ coi như là thành vợ thành chồng, đúng không? Dạ. Dạ đúng khúc sao. Dạ đúng khúc sao. Rồi đúng khúc sao, trời ơi ghê chưa. Sao mà đúng khúc sao đâu, kể chị nghe coi. Dạ hai đứa em gặp nhau là lúc năm lớp 10. Năm lớp 10 là em chuyển trường vào trường chung trường của chồng em học. Lúc đó là học hai vợ chồng chung lớp luôn. Lúc đó thì nhìn chồng em trắng lắm, trắng hơn bây giờ nhiều lắm. Dư chồng em rất là hiền, nhìn hiền khô hiền nhất luôn. Còn em thì sao? Em ấn tượng gì về cô gái này? Cái ấn tượng ban đầu em gặp vợ em là rất là thì mị, hiền rồi nữ tính nữa. Nhưng mà là đúng gu á. Đúng gu luôn, có trắng lúc ấy có trắng bóc giống vậy không? Dạ trắng y chang luôn. Trắng bóc y chang vậy luôn, tóc dài vậy luôn. Dạ. Rồi em cua nhỏ này sao đâu, kể chị nghe coi. Nói chung là em cũng không biết cách gì đâu, thì em hôm đó em mới nghĩ ra một cách là em mượn cuốn sách địa lý. Rồi về em giao quà là em làm gách một trang. Rồi hôm sau á thì em trả sách xong em mới mượn cớ là xin số điện thoại của bạn kia để xin lỗi. Ông bài ông mưu cua, tính kế. Ông cua người ta thôi mà ông phạm luật, ông làm rách sạch. Không phải rách sạch thì có cớ đi rồi. Tại sao hồi đó không cua bằng cái cách là giống như là mình ép một lá phượng, hay mình để một cái miếng giấy và mình ghi vô là bạn ghi ơi bạn thế này nó nó lãng mạn không? Dạ em lúc đó em nhát đó, không có dám viết thư luôn. Nhưng mà cái thời đó là có điện thoại di động chưa? Dạ lúc đó là chưa có được xài riêng thì mượn của cha mẹ xài thôi, nhắn xong rồi xóa. Nhắn xóa liền dễ sợ không hả? Còn bên này có phải là mượn điện thoại của ba mẹ luôn không? Dạ đúng rồi, thường buổi tối thì em sẽ mượn điện thoại của ba em để chơi game. Rồi mới thấy tin nhắn, rồi mới hỏi qua lại, rồi mới biết là bạn Phong ở chung lớp. Nhắn tin rồi xin lỗi này kia. Rồi lén lúc nhắn tin qua lại nhiều không? Dạ tức là nhắn tin khoảng tầm vài bữa thôi thì em tỏ tình luôn. Tỏ tình? Tỏ tình sao, sao kể nghe tỏ tình. Vì mà nhát cái gì không biết nữa. Dạ em hỏi thẳng luôn là có Tú có đồng ý làm bạn gái của Phong không? Trời ơi lúc đó mới lên sao rồi Tú trả lời sao? Dạ em trả lời liền luôn là đồng ý. Coi như là lớp 10, cuối năm lớp 10 là yêu nhau hả? Dạ. Nay là yêu nhau mấy năm rồi ta? Tại em quen lớp 10, sau mà lớp 11 là tụi em bắt đầu chia tay rồi. Lý do? Dạ. Sao chia tay vậy? Quen có 1 năm chia tay vậy? Dạ, lúc đó quen được 1 năm. Lúc mà chưa quen á thì hai đứa vẫn còn nói chuyện. Trong lớp thì hỏi bài này kia vẫn nói chuyện. Mà khi mà bắt đầu quen nhau là vô lớp là hai đứa không nói chuyện luôn. Xong rồi có một bạn kế bên lớp á, là bạn đó thích em, tỏ tình là viết thư luôn. Sau đó bạn đó hẹn em ra ngoài ghế đá, em ngồi em nói chuyện. Không biết sao bạn này trong lớp lại hay cái chuyện đó. Rồi lúc đó cái qua ngày sau cái bạn này mới hẹn em ra ngoài ghế đá ngồi. Rồi bạn này nói là chia tay luôn. À là em tức đúng em không? Sốc phải không? Em sốc. Dạ. Yeah. Em có thấy hình ảnh hai cái người đó ngồi ở ghế đá không? Từ trong lớp nhìn ra có thấy không?
Tức là em không có thấy, nhưng mà một bạn trong lớp mét. Thấy mét lại giao. Xong là em vẫn đùng đùng em giận đùng đùng, có nghĩa là không cần phải biết lý do, không biết phải quấy như nào, ra chia tay luôn. Chia tay luôn. Dạ ra nói chia tay xong là đi vô lớp. Lúc em cũng không năn nỉ luôn. Tại cái tính bạn này thì em cũng nghe nhiều bạn nói là bạn này rất là ghen. Anh này rất khó gia trưởng, mà em thấy quen thì ảnh khó thiệt. Giống như ông cụ non vậy đó. Cho nên chấp nhận luôn. Rồi chia tay luôn. Chia tay bao em lâu? Em là em không giải thích luôn. Hai đứa em chia tay được khoảng 2 năm. Hai đứa em là mỗi người là quen một người mới. Rồi xong lý do gì quen lại nhau? Đó là lên đại học rồi đúng không? Dạ. Năm đó là cũng gần cuối năm nhất rồi. Có một bạn cũng học chung lớp với em với vợ thì ở dưới phổ thông ở dưới á. Thì hôm đó mới lên chơi, rồi mới rủ là đi karaoke. Rồi hai đứa vô tình gặp thôi. Rồi gặp sao? Nhau rồi cái sao? Ấn tượng lại thì như thế nào? Dạ thì em nghĩ cũng bình thường, tại vì lúc đó cứ nghĩ là vợ em thì còn quen bạn kia, còn vợ em thì nghĩ em còn quen bạn kia nữa. Thật ra là hai bạn là chưa có, mà đang ở không? Dạ lúc đó dạ, là vừa mới chia tay khoảng mấy tháng luôn. Rồi sau bữa đó làm sao? Dạ sau bữa đó thì về bình thường. Rồi sau vài ngày thì chồng em đã có, tự nhiên lại có số điện thoại của em lúc rồi chồng em mới nhắn tin qua lại, rồi làm bạn lại. Lúc đó là quên chuyện cũ rồi. Rồi nhắn tin rồi xong mà có rủ đi đâu không? Dạ có. Cái lúc mà ngày đầu tiên mà chồng em hẹn em đi á, thì chồng em dặn em á là em ơi đừng có ăn gì để anh dắt em đi ăn. Thì em cũng để bụng đói để chờ để được ảnh dắt cho em đi ăn. Xong á thì ảnh dắt lại một tiệm bún chay nổi tiếng ở Cần Thơ á. Quán đó em thấy là rất là đắt, ảnh nói là rất là ngon. Rồi thì đưa vô ăn, mà em á thì em ăn món chay không được. Là bữa đó là bạn em ăn không chứ em không có ăn. Làm hại bữa đó em bị đau bao tử luôn, mà anh này anh không biết. Tới giờ chắc ảnh cũng không biết luôn. Vậy đó hả? Dạ. Rồi hai đứa là sau khi quay lại với nhau là mấy năm sau thì tụi em làm đám cưới? Dạ khoảng 5 năm. 5 năm sau lận hả? Dạ. Chà, quen cũng trường kỳ quá ha. Dạ. Hồi nhỏ đó là nhát. Dạ. Đúng chưa? Lớn còn nhát không? Dạ cũng nhát, nhưng mà tính tình thì có thay đổi đặc biệt. Tức là ảnh dễ, không có khó như hồi xưa nữa. Quen thì anh này rất là chiều em. Nói chung là khác hoàn toàn so với hồi xưa luôn. Dạ nhưng mà nhát tình. Nhát thì vẫn nhát. Tốt tỏ tình có nắm tay, có hôn má gì không? Dạ không. Hai đứa quen gần 2 năm, ảnh mới nắm tay em và hôn em. Vậy đó hả? Dạ. Là coi như đi chơi gì cũng ngồi coi phim rồi cũng ngay đơ vậy thôi. Dạ. Lúc quen thì hai đứa không có coi phim luôn, không có vô gặp chiếu phim luôn. Toàn là đi những nơi đông người nhưng này kia. Nhưng mà có gợi ý không? Có nghĩa là có khi nào anh gợi ý đó Tú ơi đi coi phim anh không? Dạ không. Không luôn. Dạ. Tụi em xác định là giữ gìn cho nhau luôn á hả? Dạ giữ tới lúc cưới luôn. Tới lúc cưới luôn? Dạ. Vậy hả? Rồi đêm tân hôn sao? Mừng ăn sao? Hai đứa thì không có kinh nghiệm cho nên cũng bói gói. Cái đêm tân hôn ổng còn nhát không? Dạ cũng vậy, cũng nhát. Chắc chắn là nhát chứ sao mà không nhát được. Trời ơi, sao? Đúng. Mà cái đêm tân hôn có đêm không? Có đêm tân hôn không? Dạ, cưới xong á thì khoảng 2 ngày sau mới có đêm tân hôn. Cái đêm đó hai đứa sao nè? Vẫn mắc cỡ đúng không? Dạ mắc cỡ. Hai đứa nằm kế nhau thì sao nè? Thì cũng nằm kế rồi ôm ngủ bình thường thôi. Vậy luôn á hả? Dạ. Em mắc cỡ tới cái mức vậy luôn á hả? Với lại là không biết làm gì cho nên là rồi sau hai chồng mới thương lượng rồi tìm hiểu. Trời ơi thương lượng. Nhưng mà Tú thì sao? Tú có dạ. Có nhát và thậm chí. Dạ lúc đó em cũng không biết gì luôn. Chứ là em thì đi học rồi đó, giờ là em cũng không có tìm hiểu rồi nên em cũng không có biết. Em mà nói nghe nè. Rồi cái sau 2 ngày sau có đêm tân hôn á thì sau đó tụi em suy nghĩ sao về điều đó? Có thấy hòa hợp, có thấy vui vẻ hay là mệt mỏi quá, khó khăn quá? Dạ. Thấy vui không? Thấy cái chuyện đó vui không? Dạ không, lúc đó thì chắc là không thể vui được rồi. Dạ. Khớp được đúng không? Khoảng tuần hay tuần sau thì mới bắt đầu mới hơi ổn rồi. Mới hơi ổn thôi. Thôi giờ mình hỏi tới cái câu chuyện là sau khi có nghĩa là các bạn ở với nhau, bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? Được 3 năm 7 tháng. 3 năm 7 tháng có em bé chưa? Dạ được một bé trai 2 tuổi rưỡi. Vậy rồi chúc mừng hai đứa. 2 năm 7 tháng vậy ở với nhau thì có tật xấu gì lòi ra không? Dạ có. Thiếu gì? Đúng không? Dạ. Sao tật xấu anh ấy sao Tú? Dạ ảnh là ảnh rất là mê coi phim. Phim đặc biệt là phim kiếm hiệp á. Là ảnh coi có thể coi đến 1-2 giờ sáng luôn. Khi nào em kêu vô ngủ á thì ảnh mới vô. Mà vô trước khi ngủ là ảnh phải kể cho em cái tập phim đó ảnh coi cái gì. Trong khi em không cần nghe tại vì em rất là ghét bộ phim. Mà đó là kể em không hết nửa tiếng rồi. Ông nào muốn kể, ông kể hoài, chuyện nào mà em ngủ thì thôi. Còn tật xấu gì nữa nè? Là ảnh đi nhậu, ảnh xỉn về ngủ. Mà nửa đêm thức thì nhậu xỉn thì nửa đêm đi vệ sinh á. Thường đi vệ sinh thì ta kiếm toilet của ảnh không kiếm toilet, ảnh kiếm ngay cầu điện á. Đi tè hả? Dạ. Ai suối em không vậy?
Dạ, em là cái vấn đề đó là em sợ, nói chung là em sợ nguy hiểm lắm luôn. Em nói lý do. Em nói lý do. Dạ, thật ra thì lúc đó em cũng không có nhớ nữa, nhưng mà trong cái suy nghĩ em á là em nghĩ chắc hôm đó ổ điện nó hư, em cần thay gì đó, nhưng mà tại vì chưa làm được cho nên là buổi tối khi mình ngủ á, giống như mình bị mộng du vậy đó. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Có nghĩa là bạn này bạn bị mà dạng giống như là nó lặm vô trong đầu á. Tới giờ nữa. Còn chuyện này không? Dạ, tới giờ vẫn còn. Không lẽ ổ điện nghe em hư hoài? Ổ điện em thấy đâu có hư đâu anh. Nhưng mà em cũng chưa có kịp đi nữa, em vừa có thấy đi thôi là kêu em rồi. Nhiều khi thấy đi cái hướng đó. Tại vì em rất là sợ, chồng ổ điện rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Lúc mà chồng em xỉn là em ngủ không có ngon được, là lúc nào em cũng phải canh hết trơn. Chồng em ngồi vậy là em phải canh. Thấy chồng em ngồi vậy là chồng lên ổ điện là em sợ sẵn vô ổ điện đúng không? Dạ. Cảnh là có tiền đó, dời hết ổ điện lên cao đi. Dạ thì cái ổ điện nó rất là cao, với lại bây giờ em lắp được cái là chống giật á. Nhưng mà em vẫn sợ. Thôi là... thôi làm ơn hay á, tìm đi. Rồi còn gì nữa không nè? Lúc con em mà nó không ăn được, khi không ngủ được là đỡ thừa cho em. Ừ, tại em cho nó coi điện thoại nhiều quá nên ăn không được, ngủ không được. Đổ thừa giờ đúng không? Dạ. Phải đâu có còn ai để đổ thừa. Dạ, ví dụ như con em ngoan thì không có khen, ừ tại vợ dạy này kia rồi. Tới mà con em mà khóc thì này kia là tại vợ cưng quá. Vậy em mong chồng thay đổi điều gì nè? Dạ, em chỉ mong chồng em nhậu là đừng có lại ổ điện nữa. Nếu mà nhậu nhiều hay gì thì cứ ngủ tới sáng, hoặc là đi vệ sinh tại chỗ cũng được. Miễn là đừng có ổ điện. Dạ đúng rồi. Đừng có tè vô ổ điện thôi đúng không? Đúng rồi. Với lại anh xem phim thì đừng kể cho em nghe nữa. Rồi. Dạ. Tới em đó. Cô ấy có tật xấu gì nè? Dạ em á thì hơi lười, với lại tính có hơi hời hợt á. Hời hợt. Dạ, với hay giận, tính nít lắm, giống như là làm gì chút xíu không vừa bụng cũng giận đó. Có thể là ngày, có thể là giận 4-5 lần là chứ mình. Ví dụ như cái câu chuyện một của bánh ngày giận 4-5 lần. Dạ. Trời ơi nó rảnh ghê luôn, một ngày giận 4-5 lần giận gì có vui không? Nhưng nít vậy đó chị. Đâu em kể thử làm gì mà giận? Những cái chuyện lặt vặt trong cuộc sống thôi. Ví dụ hôm nay em hỏi ăn gì á, ăn gì cũng được. Xong cái em nấu mình xong mua đồ về thì không đúng ý bà là bà. Dạ giận. Về chiều em nấu cơm sẵn hết trơn à, xong về là nhiều khi nghe món không thích là cũng không vui vậy đó. Là giận á. Dạ nhưng mà chút xíu à. Thì ngày 4-5 lần mà nó phải hết cơn này mới giận qua cái cơn kia được. Có bao giờ mà em đi nhậu nhẹt cô ấy giận không? Thường á em ít đi nhậu lắm, nhưng mà em nhậu một lần là nhiều. Cho nên là hầu như là mỗi lần đi nhậu về là giận, mỗi lần đi nhậu về có bao giờ đòi đi theo? Hồi xưa thì lúc chưa cưới á thì đi đâu á thì cũng là anh đi đâu cho em xin theo với. Còn giờ cưới xong á là em vừa dẫn xe qua là ra mở cổng là quay là hai mẹ con ngồi sẵn trên xe đợi. Là coi như bây giờ không phải xin mà là áp đặt luôn hả? Dạ. Ông đi là tôi với con ngồi sẵn rồi. Không thì cũng vui á. Rồi bây giờ mong muốn vậy em đó đúng rồi, em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ em mong muốn bà xã em là tức là hơi kỹ tính hơn, với lại làm xiên hơn chút. Ví dụ nấu nướng thì đừng có bài biện nhiều quá, em dẹp mệt lắm. Làm xiên hả? Làm xiên lên chút xíu nữa. Dạ tại ở nhà là chồng em chỉ nấu ăn thôi à. Ở nhà đi làm về là em việc em về là em đút cơm cho con ăn, xong rồi hai mẹ con tắm rửa xong vô phòng nằm. Còn chồng em thì làm hết nên chồng em muốn em phụ tiếp. Vậy dễ thương quá. Thực ra cái cặp này của tụi em á rất là dễ thương, tại vì lúc chắc là hai bạn quen nhau từ cái lúc đó là trưởng thành trong suy nghĩ rồi, xong còn chia tay nhau một thời gian nữa thì mới biết được là gọi là lúc mà chia tay nhau rồi mình như thế nào, mình cần phải hoàn thiện nó làm sao. Nhưng từ khi mà quen lại là bớt gia trưởng, bớt ghen đúng không? Thay đổi 180 dạ, độ thay đổi, đúng không? Dạ, dạ đúng. Ừ thì chị nghĩ rằng là tụi em sẽ tự khống chế được cái bản thân mình. Rồi cảm ơn các em đã đến với chương trình nha. Dạ. Rồi chúc cho hai vợ chồng luôn vui tươi, hạnh phúc nha. Rồi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Chào em. 12, 13 tuổi mà 60kg, 6 mấy ký á. Em nói nhỏ này nó mập như con heo rồi, mốt ai đâu cưới nó trời. Thằng nào khùng lắm mới cưới nó, cuối cùng khùng là em mới ghê chứ. Anh nói thôi mình chia tay đi, anh thích bản thân của em rồi. Tuy nhiên vì cái câu nói của anh làm em cũng có cảm giác chứ. Dạ không ạ, em ổn cảm giác em với bạn em tự nhiên có cột điểm, có khoảng cách luôn. Em gọi điện thoại cho anh. Alo, nghe vợ gì không? Anh nghe vợ ơi. Còn bữa nào mà mấy bạn tổng đài như là ai nhân viên tư vấn. Ừ alo em tôi nói đi đất. anh nghe nè. Anh Hiếu nè em. Ừ em nói đi anh nghe. Rồi đó. Mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, xin chào hai em.
Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên Hiếu, dạ em 26, đến từ Long An, Cần Giuộc. Công việc của Hiếu là gì? Dạ, em hiện đang làm tài xế. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý khán giả khán đài ạ. Em là Phạm Thị Linh Phương, em năm nay 25 tuổi. Em hiện là nội trợ. Rồi, bây giờ kể cho chương trình nghe đi. Hai em quen nhau như thế nào? Và câu chuyện tình yêu của các bạn ra sao? Dạ, thực sự là vợ chồng em là hàng xóm. Thời đó là em về sớm đó, ở anh này đã về trước rồi. Thì em đang đi học thêm tiếng Anh. Thì hồi đó anh này, mẹ của ảnh cũng muốn ảnh học thêm chung với em. Thì hai đứa đi học thêm chung. Rồi lúc đó đi học tiếng Anh là lúc bao nhiêu tuổi? Dạ năm đó em 12, ổng 13 tuổi. Vậy rồi em ấn tượng gì với cái anh này lúc đó anh 13 tuổi? Em thấy ảnh là kiểu là ở dơ. Ở dơ. Chắc là phải nói là em không có biết diễn tả sao, là kiểu đen mà còn để tóc kiểu HKT nữa. Dạ, mà nghĩa ổng... là nhuộm vàng dạ, vàng á. Mà ổng còn tóc kiểu ốm mà con trai mà không được 40kg cơ. Không phải vậy đâu, ổng không được 40kg, ổng chút xíu người, ổng nhìn chút xíu xíu à. Coi như không ấn tượng gì đúng không? Ổng còn có một cái tật rất là xấu là ăn cứt mũi. Trời ơi. Thiệt là dễ sợ. Mà ai mà nói là ổng lấy ổng chết. Trời ơi, như vậy chắc trong sớm chắc không ai chơi đó. Không, mà thường mấy đứa con trai mà 12, 13 tuổi nó quậy lắm. Lúc đó là cái chuẩn bị trổ giò, dạ, chuẩn bị rồi. Dậy thì đó, quậy dữ lắm. Rồi còn em sao Hiếu? Em ấn tượng gì về cô gái này? Dạ mập lắm. Đầu tiên về sớm gặp là mập dữ lắm. 12, 13 tuổi mà 60kg, sáu mấy ký á. Em nói nhỏ này nó mập như con heo rồi, mốt ai đâu cưới nó trời. Thằng nào khùng lắm mới cưới nó, cuối cùng khùng là em mới ghê chứ. Ghét cuối nào trời cho cuối. Dạ đó. Đúng rồi đó. Rồi hai em trong cái lúc đó có nghĩa là học cùng trang lứa với nhau. Vậy thì đứa nào học giỏi và đứa nào học khá? Dạ đây, y giáo viên ưu tú luôn á. Dạ. Là kèm em hả? Dạ kèm đúng rồi, hả? Là kèm em á. Ồ. Mà em học ngu lắm. Càng học càng ngu. Người ta học người ta giỏi nha, em càng học càng ngu. Tại vì suốt ngày lo nhìn cô giáo không ạ? Dạ đúng rồi. Với lại ngày đó em đi học trong trường á, em quậy lắm. Cái em về trong lớp, cái em giỡn với con này sao, cái em giỡn với con kia sao, cái em về em kể cái em hành động luôn. Đó, anh qua anh cặp vai con này như vậy nè, đó anh cặp vai con kia như vậy nè. Tại hồi đó ổng ở dơ, ổng xấu thiệt, nhưng mà cái ổng cười có duyên lắm. Ổng cười kiểu đẹp trai mà kiểu hot boy ngày xưa á, ổng đẹp, ổng cười đẹp lắm. Rồi thêm là ổng ổng hát hay nữa. Hát hay. Dạ mê mà kiểu em không biết là em mê trai từ nhỏ hay sao. Như vậy là đến năm bao nhiêu thì hai đứa chính thức là yêu nhau giống như là những cặp mà tình nhân? Cuối năm em 14 tuổi. Trời ơi, cuối năm 14 tuổi. Ông biết yêu, coi như 14 tuổi là ông yêu rồi. Dạ. Nhưng mà cái thời điểm đó là chắc là chỉ là yêu theo kiểu học trò, con nít thôi. Dạ, đúng không? Rồi. Rồi là có cãi lộn, rồi thậm chí là có đánh lộn, có chia tay, chia chân đồ không? Dạ, dần dần chắc luôn. Chắc nhiều đó. Lắm đúng dạ. Không? Dạ, thời gian đó thì bà này bà học, em thì đi chơi, đi làm, từ lúc đó em đi làm rồi. Lúc đó em đang đi làm nhạc công, đánh show tiệc cưới, sinh nhật rồi á. Rồi em đi xíu, em không có nhà, em có ít dành thời gian cho bà lắm. Nói chung là hai đứa chỉ có nhắn tin qua lại này nọ, rồi lâu lâu em về nhà thì em chở đi chơi, đi ăn, đi uống này nọ. Mà tới hiện tại bây giờ là mới phát hiện ra là em quen bả gần 10 năm, em mới dắt bả đi ăn chè. Còn những cái vô tâm nào mà nó dễ sợ làm cho em nổi điên hoặc là làm cho em nhiều buồn bã lắm không? Giống như là năm đó là em 18, 19 gì đó. Thì cái ngày đó, ngày 8 tháng 3, em mới nói với ảnh là: anh ơi, bữa nay anh có tiền, anh mua cho em một cọng dây chuyền inox 30,000 thôi. Để em có đi học, em có khoe với bạn, bữa nay cũng là lễ phụ nữ. Ổng nói với em vậy nè: em đã làm được cái gì cho anh mà anh phải mua cho em? Nhưng mà em nói nó chỉ là một cọng dây chuyền, chỉ có 30,000 thôi mà. Đâu có mắc với anh lắm đâu, trong khi đó anh đi đánh nhạc một lần mấy triệu bạc. Thì em chỉ xin anh một cọng dây chuyền 30,000 thôi. Không, em đã làm gì được cho anh đâu mà em đòi cọng dây chuyền đó. Vậy đó hả? Dạ. Sao kỳ vậy? Không biết nữa, hồi đó nó vậy đó. Hồi đó bao nhiêu tuổi? 18, 19 rồi đúng không? 18, 19 rồi. Tụi em có một thời gian gây lộn, chia tay khoảng 1 năm. Là mất tích luôn. Là em dọn ra ngoài, em ở, em không ở nhà nữa. Bà thì nhà bà đi học, hai đứa cắt liên lạc luôn. Cả năm trời á, rồi em xin lại số điện thoại. Rồi bắt đầu nói chuyện rồi lại mới quay lại. Là lúc đó là bà đang quen cái anh nào đó trên Củ Chi á. Đâu được mấy tháng vậy đó em không biết. Mà bà đi chơi với em xong bữa, xong bà đưa khứa đó ra sân bay rồi bà chia tay khứa luôn à. Nhưng mà lý do tại sao chia tay vậy? Hai đứa? À là do anh này. Anh nói thôi mình chia tay đi, anh thích bạn thân của em rồi.
Vì cái câu nói của ảnh làm em cũng có cảm giác chứ. Dạ không ạ, em cảm giác em với bạn em tự nhiên có khoảng cách luôn. Rồi anh có cặp với bạn dạ không ạ, bạn em cũng ngại, bạn cũng tránh mặt cả hai đứa luôn. Sao mà đến được vậy hả? Xin lỗi em, anh đã mến bản thân em rồi. Nói chung là em suy nghĩ cái lúc đó là lúc còn tuổi trẻ, mình còn nhất thời bồng bột lắm nên mình không có suy nghĩ về những vấn đề mình nói. Thời điểm mà lúc tôi mới quay lại, anh này còn vô tâm lắm, anh còn rất là vô tâm. Một lần em đi học bằng xe đạp thì em chạy xe, cái bữa đó là cái thắng xe của em nó bị đứt, nó đập vào trong cái bánh xe thì nó bị khựng. Thì em lao từ trên cầu, em lao xuống luôn, em lao thẳng xuống đường luôn. Thì cái bánh xe chính em nó gặp như vậy luôn nè. Thì em mới gọi điện thoại cho anh, em gọi quá trời luôn. Thì gọi mãi anh không bắt máy. Rồi em phải tự thân mình, trời vừa trời mưa nó vừa đi vừa khóc luôn á. Rồi một mình khiêng bánh xe đi xuống dưới cầu. Rồi chửi với xe, nó chúng cho con gửi xe ở đây. Rồi em đi sớm về nhà. Em về nhà em lấy tiền em trả tiền xong. Thì nhà của em bên đây, nhà anh bên đây. Thì em vừa mở cửa bước vô thì anh này anh mở cửa dậy. Em mới gọi là anh nghe máy liền. Em mới hỏi là anh nãy giờ em gọi sao nó nghe máy. Ông mới nói là nghe máy làm chi, có gì gọi hoài à, tôi đang ngủ gọi hoài à, té gì té hoài, có gì thôi cũng gọi. Rồi ông cúp máy luôn. Rồi lúc đó là em tự lo cho cái xe kia của mình dạ, luôn. Dạ tự về nghỉ ngơi xem vết thương rồi tự băng bó cho mình rồi tự đi xe bấm ôm ngược lên. Vậy? À, đúng rồi. Vô tâm mà vô tình nữa. Đó. Con nít đó lúc đó là mười mấy tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. 19-20 rồi. 19-20 đó. 19-20. Có phải em là người thay đổi ảnh hay là cả hai cùng quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình? Dạ nếu mà nói về thay đổi thì em nghĩ là em là người đứng ra thay đổi anh. Tất cả mọi người thì biết em quen ảnh, kể cả bạn thân của em đều cản không cho em đến với anh này. Thì em không biết sao, em chỉ nghĩ là anh này, tại vì nếu mà anh không thương em thì anh sẽ không quay lại với em. Thì nếu mà anh không thương em thì anh cũng sẽ không chịu được cái tính của em. Nên là em nghĩ là em có thể thay đổi được con người này. Nên em cứ tiếp tục thôi. Rồi bây giờ em thay đổi chưa? Dạ được một phần nào rồi chị. Nếu mà nói về vô tâm thì là vẫn là vô đối rồi. Nhưng mà mọi thứ thì nó đỡ chút. Vô tâm là vô đối. Nghĩa là tới bây giờ vẫn còn vô tâm đúng không? Dạ đúng rồi. Sau đó bao lâu thì tụi em làm đám cưới? Cũng lâu ạ. Trước đó quen 4 năm xong rồi chia tay 1 năm. Xong rồi quen thêm 7 năm nữa mới cưới. Cả một thanh xuân đó đúng không? Dạ đúng rồi. Cả một thanh xuân. Ôi yêu nhau. Dạ tới cái ngày đám cưới mà tính ra là hai chồng quen nhau được 12 năm mấy ngày á. Ôi ơi, hai đứa có sống thử không? Có sống thử trước hôn nhân không? Sao? Lần đầu tiên của hai đứa? Anh cũng biết gì hết, em cũng không biết gì hết. Thì hai đứa chụp giật, xong chưa em? Xong chưa? Rồi về. Nó tục ngủng. Nhưng mà ai, chắc chắn là Hiếu phải là người gợi ý cho cái việc đó đúng không? Dạ đúng rồi, bữa đó đi trời nắng quá, hai chồng đi uống cà phê, mà đi uống cà phê lùm á. Cái đi về nắng mới mệt, anh em ơi giờ anh mệt quá, mình vô khách sạn mình ngủ xíu đi. Mà anh hứa anh ngủ không làm gì bậy đâu. Bây giờ em ngủ thiệt. Em ngủ một giấc xong rồi em dậy em mới quậy. Còn bây giờ là lấy nhau được bao nhiêu năm rồi? Dạ một năm mấy rồi. Một năm năm mấy tháng. Đúng không? Năm mấy đó. Còn lòi thêm tật xấu không? Dạ vẫn còn chứ, vô đối mà. Bây giờ lòi thêm tật xấu nào nữa? Dạ ổng làm biến. Biến. Làm biến. Em ví dụ trời mưa, anh ơi chắc xe nhà giùm em. Chưa mưa mà em để đó đi. Thế là em cảm thấy sốt ruột, tại vì tự nhiên đen thui hết rồi. Thì em mới thấy vậy thôi, em đứng lên em ra em tự dắt. Thì ảnh thôi để anh dắt. Ổng không làm luôn. Nghĩa là tới... từ từ. Dạ không, ổng không làm luôn. Ổng có như là ổng lãng quên nó luôn. Xong rồi em làm, xong rồi ổng lại càm ràm em là tại sao em làm nó như vậy 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 mà em không được làm như vậy vậy vậy. Em lãng quên mà cái quên đó là cái quên có nghĩa là lơ đãng hay là cái quên cố tình? Không, quên thiệt anh. Nhiều cái quên thiệt luôn, ví dụ như bình thường mà ăn cơm xong á, dọn xuống là em sẽ rửa chén. Dọn xuống xong cái mắc công chuyện vậy đó, cái làm chuyện xong cái ngồi bấm thoại chơi con xong. Vậy là quên luôn? Quên luôn, không nhớ luôn. Vô tâm nè, hay quên nè, dạ. Rồi còn cái gì nữa không? Ổng có một cái tật là cả bạn bè của ổng đều không thích là hay nhờ. Thí dụ em nhờ, anh ơi anh có thể làm cái hàng rào lại cho em không? Đợi đi em, đợi mốt anh này qua anh nhờ, anh kia qua anh nhờ, chị kia qua anh nhờ, hay là để nó qua đi anh nhờ. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi còn cái gì nữa không? Anh có thể mặc một cái quần ngủ 4 ngày là ổng cứ mặc xong ổng tắm ổng móc lên. Bữa nào anh mệt ở nhà 4 ngày là với một khoảng cách như em với anh Quốc Thuận em có thể nghe mùi cái quần ngủ của anh. Mà có thể vẫn mặc được. Dạ nghe nhưng mà đó hả? Dạ. Ông nghiền cái mùi đó. Ôi. Đúng rồi, em suy nghĩ đơn giản thôi, mình bận nhà mà thôi, thú gì cũng người nhà hửi thôi, có đâu sợ, miễn xong mình ra đường mình thơm tho được rồi. Vô tâm là thường là ít bao giờ lãng mạn. Em gọi điện thoại cho anh. Alo, nghe vậy? Gì không? Anh nghe vậy ơi.
Còn bữa nào mà mấy bạn tổng đài hay là ai nhân viên tư vấn, alo em nói đi anh nghe nè em, anh Hiếu nè em, em nói đi anh nghe. Rồi đó. Tất cả những tật xấu nãy giờ em kể ra đó là em có chấp nhận được không, hay là em muốn anh thay đổi cái tật gì? Dạ em muốn anh bớt vô tâm một chút xíu. Bớt vô tâm đúng không? Ngày xưa tụi em quen được tới bây giờ là tại vì ngày xưa tụi em vừa quen nhau, tụi em vừa làm bạn với nhau, là tụi em có thể ngồi với nhau, ngồi nói chuyện với nhau cả ngày. Hoặc là đơn giản gia đình em có vấn đề, anh có thể ngồi với em để ngồi chỉ để ngồi cho em khóc, em mà khóc một ngày thôi. Đó, vậy thôi đó. Bây giờ thì không được nữa. Bây giờ thì thực ra là hiếm lắm ha, hiếm lắm. Dạ. Còn rồi, em đó, tật xấu của cô ấy là gì? Bà xã có tật hay quên anh. Đi chơi hay đi coi phim hay gì đó là bình thường, vé xe là em giữ. Mà một chục lần vé xe bả giữ là mất vé xe. Phải mua lại. Dạ có, là dạ, phải trình giấy tờ này nọ. Bữa nào không đem giấy tờ là phải bỏ xe đó. Đi taxi về lấy giấy tờ lên. Rồi xong, hồi đó nhà em xài mấy cái ổ phá mà để vô làm cái kịch, để vô vỗ cái kịch, để vô vỗ kịch dính đặng đi cho nó lẹ. Một tháng đó không em kêu cái ông sửa phá vô chắc cỡ 8 lần á. Cưa hút quá. Dạ, cứ quên chìa khóa trong nhà hoài. Có khi nào mà quên đến nỗi mà quên luôn em không? Có, mới đây. Em đi xe về, khách kêu em chở với Long An lên phố. Em chở lên xong rồi bả điện em, bả hỏi anh có về không? Nói anh có về. Thì thường thường là cái cổng gạo ngoài sẽ phá, cái cửa trong là chỉ phá cái cửa thôi, không có bóp ổ trong. Bữa đó em về em mở cửa vào và xong cái em mở cửa trong hoài không được. Em ngồi em suy nghĩ hoài, ủa mình đi làm mình chưa về mà ta, nó có lộn gì không? Em gọi đâu 4-5 cuốc á, không bắt máy. Tới cuốc thứ 6, thứ 7 mới bắt máy. Làm ngồi ngoài được gần tiếng giữa ngồi rồi. Mà trời mưa lâm dâm nữa, chán vậy hỏi tỉnh bơ rồi. Sao anh không chửi em? Giờ chửi em chi nữa, xong hết rồi chửi chi nữa. Nhiều lúc mình nghĩ mình thua con chó nữa. Con chó mà bả không cho ăn bả nhớ nha, còn em đi làm gì bả không nhớ. Có tập nghe lời người ta suối nữa. Nghe lời ta suối bả? Dạ đúng rồi. Bả về bả suối lại em? Không có, không có suối. Làm luôn em làm em không có suối. Em mấy bữa mà em đi lại đi xe về, hai bữa về em mệt á, hay là em đi tỉnh về em mệt á, em ngủ tối em hay nghiến răng á. Không biết nghe lời ai á, tối chồng nghiến răng á, lấy dép giả mặt nó hết nghiến răng. Trời ơi, tối em đang ngủ hả, tôi dép bả quất một cái chát. Trời ơi, em tưởng má em giờ mà không già luôn á. Với lại còn cái tật này nữa nè, đập chén đập tô. Là giận lên đúng không? Dạ không em làm gớt. Dạ bình thường cũng đập nữa anh. À hậu dạ, đậu, cái đó là dạ, hậu đậu. Dạ đó, em đi tỉnh về 2-3 ngày mà em thấy cái thùng dép bự bự, mở ra coi là có chén có tô không giống à. Kỳ đó. Đó là 100 bộ là ôi, mỗi bộ còn chén đó, dạ, phải không? Dạ. Mà bây giờ em mong vợ em thay đổi gì? À, bớt hậu đậu lại thôi. Bớt nghe ta suối không? Với lại nói chung là nói chuyện ở nhà hay đi ra đường bớt có lớn tiếng lại. Bà hay la sảng lắm. Vậy hả? Dạ, đang chở đi ngoài đường, đang nói về vấn đề gì đó không? Mày bị khùng heo, mày nói gì vậy? Vậy hả? Dạ, tự nhiên cái la làng lên vậy đó. Hiện giờ hai em này là gì nè, tụi em quen nhau từ hồi nhỏ, cho nên rằng là tụi em chưa từng bị những cái bài học vấp ngã để mà mình phải thay đổi cái bản tính mình từ thời con nít. Dạ. Đôi khi á là mình phải tự làm mới lại mình xíu, rồi lâu lâu em cũng phải vậy. Phải quyền bí thì có nghĩa là tụi em sẽ phải thay đổi những cái thói quen mà hồi nào giờ đối phương nắm tẩy hết trơn rồi. Tại vì đến một lúc nào đó tụi em sẽ cảm thấy là ủa sao cái cuộc sống của mình, tại sao nó cứ boring, nó tẻ nhạt quá vậy, nó cứ như vậy 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 hoài vậy, hiểu không? Thì dạ, ở đây nếu mình giữ nhau mình phải tự làm mới nhau. Vậy thôi. Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình vào. Dạ. Nghe. Rồi chúc hai em luôn luôn hạnh phúc. Nghe. Dạ. Rồi. Tại vì một ngày đó em nhận là 70+ cuộc rồi gọi lần. Ai biểu cái hình đẹp quá mà. Nên là tại vì mình đâu có thấy mặt đâu chị Hiền Dân, nên là mình không muốn tiếp xúc nữa. Quê nữa. Quê nữa. Tướng bả mặc đồ sang chảnh mà mình rước xe vậy đó, rồi kiểu này chắc bả bỏ mình sớm. Cãi nhau vậy đó. Em giờ em có tắm không? Cái nó không? Không, đang giận mà tự nhiên kêu đi tắm chung là sao? Anh đi tắm đi, mình anh đi. Cái này không tắm tắm luôn. Bắt em là phải vô tắm đàng hoàng. Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để cùng chào đón và gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai bạn. Trời ơi, nhìn hai đứa bạn là thấy muốn Tết rồi đó, thấy thêm là chị nữa. Nói trời nè, ơi. Em tên gì nè? Dạ, em tên là Phạm Đình Sang. Năm nay em 36 tuổi, nghề nghiệp em là bên săn lắp mặt bằng. Em đến từ Long An. Phạm Thành Sang đến từ Long An làm nghề săn lắp mặt bằng. À, còn đây là vợ còn em. Em xin chào quý vị khán giả ở trường quay. Xin kính chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Thì em tên là Nguyễn Thị Kim Thảo. Thì năm nay em là 35 tuổi. Về quê chồng em là ở Đức Huệ, Long An. Đang là kinh doanh tại nhà. Cũng là có liên quan đến ngành bất động xây dựng sản. Đó. Chồng em sản thì săn lắp mặt bằng, em thì bất động sản. Như là sang xong rồi chia nền, chia lô là vợ bán luôn. Đúng không? Dạ.
Nghe nè, kể cho anh nghe coi câu chuyện của các em lần đầu tiên hai người gặp nhau ở đâu nè. Em đầu tiên thì quen vợ là kết bạn qua điện thoại anh. Đăng ký bên tìm bạn Quốc Phương á. Và đầu tiên ba chặn lắm. Điện báo bắt máy. Nói alo anh ở đâu vậy, cái tắt máy cực rồi. Em cũng khó chịu lắm bà này. Chặn mới thôi chắc chia tay sớm á. Chưa biết gì đâu điện kiểu không tâm trọng á anh. Cách đây bao lâu rồi em? Cách đây khoảng 6 tháng anh. Trời đất ơi, chứ là mới có 6 tháng thôi dạ. Hả? Vậy là mới cưới? Dạ. Trời ơi. Chắc chắn là sẽ có nhiều bất ngờ lắm đấy chị. Gọi điện bắt máy. Rồi em cũng lo đi làm công việc của em. Thì em cũng không quan tâm lắm nữa. Thì lâu lâu cũng nhìn thấy hình của vợ em đó, thấy ghiền liền anh. Mà đẹp lắm mà. Thích. Cái em mới để thời gian sau khoảng tuần lễ sau em mới gọi lại là khúc này rồi bà mới bắt máy. Cái đầu từ đó cái hai đứa bắt đầu nói chuyện không thấy hợp nhau. Đó thứ ba cũng giờ sáng rồi. Tại vì một ngày đó em nhận là 70+ cuộc rồi gọi lần. Ai biểu cái hình là... đẹp quá mà. Nên là tại vì mình đâu có thấy mặt đâu chị Hình Dân, nên là mình không muốn tiếp xúc nữa. Mà đêm nào đó, hả cũng gọi 1-2 giờ khuya hết trơn á. Gọi lần 1 rồi lần 2 á là em đi tiếp nhận, là tại vì ảnh kể là do anh một phút là vài phút thôi, anh nói chuyện vài phút thôi, tại vì chia sẻ gì cái gì tâm tư của ảnh. Thật sự ảnh đang tìm một người vợ là để mà gắn kết để làm ăn với nhau, thu xếp gia đình cho ảnh. Lúc đó là Sang ở đâu? Lúc đó em đang ở Long An anh. Còn là vợ em thì ở ngoài Hà Nội luôn. Em công tác ngoài đó, em đi làm ngoài đó là sao? Em là ra ngoài Hà Nội là sắp đi Nhật á anh. Nghĩa là em đăng ký đi Nhật mà em chưa kịp. Thì lúc đó là anh Sang mới gọi tiếp chuyện điện thoại. Thì anh mới mời em về Long An. Sau khi điện thoại hai đứa trao đổi nhau rồi mới hẹn gặp mặt. Hẹn ở đâu? Hẹn xuống rước vợ em ở Tân Bay Sơn Nhất. Em cho leo cây 2 ngày á. Vậy hả? Dạ em đâu có gặp liền đâu, để em thử coi sao. Điện không bắt máy luôn. Điện không bắt máy. Là em ra sân bay rồi gọi điện bắt máy. Không bắt máy luôn. Tới 5 giờ chiều mới điện mới bắt máy là mắc lịch rồi nè. Giờ em ở đâu đó, em đang nhậu xỉn rồi. Lát nữa 8 giờ anh xuống rước. Cái 8 giờ em điện lần nữa. Tắt máy luôn. Trời ơi. Là em nói đòi tính Tết rồi đó. Tại lúc đó bạn em không có cho về. Nó rủ là tại vì lâu quá. Em nói rồi gặp kiểu này là thôi rồi chắc. Mà sao em không quay trở về Long An rồi? Em quay về em chuẩn bị đồ ăn đủ rồi. Đừng ngày sau đừng bà nói bà về. Về chuẩn bị xong điện bà không bắt máy tiếp. Rồi lần thứ 3 thì sao? Lần thứ 3 thì xuống tới chỗ rước về. Bao nhiêu lần thứ 3 em mới gặp được vợ em? Cái lần đầu tiên hai bạn chạm mặt nhau ở ngoài đời như thế nào? Em thấy anh sao? Em nhớ là anh lấy xe con anh đón em. Em cũng chào anh rồi kia nha, anh cũng chào mà anh không có dám nhìn em, anh không dám nhìn mặt mà thẳng vào mặt em. Đẹp không dám nhìn. Em nó không làm như bộ gái vậy. Kiểu đi chặt chảnh với mình lên rồi sao ấy nha. Cái em hỏi chứ anh có giận em không? Cái nó không. Không có gì. Không có giận. Cái xong mới chơi. Đi lên chiếc xe, trời đất ơi, lên chiếc xe em nói hả, xe nó gặp cái xe con đó, nó không có cái máy lạnh đó, anh lên rồi chạy chút xíu cái nó tắt, chút xíu cái nó tắt. Không phải anh, mình xe kiểu nó sáu máy nó cũ đó, mình bật máy lạnh luôn á anh, bật máy lạnh luôn á là nó chịu không nổi lúc đây, lúc đây chạy vô ngã tư luôn, lúc đó anh biết sao, mồ hôi anh nó đổ. Đâu ào em sợ quê nữa. Quê nó tướng bả mặc đồ sang chảnh. Còn mình rước xe vậy đó rồi kiểu này chắc bỏ mình sớm. Nó trời em giái xuống nó tự giái ông bà. Giái ở bên nó đổ máy cái em đề cháy cái máy đề luôn. Em đề phản là 35 cái nó mới nổ máy. Nổ con cái chạy về tới nhà luôn hên quá đâu. Từ đó sau em không dám bước lên xe đó nữa. Em mua xe mới luôn. Em thấy cái ngày đầu tiên á ấn tượng là tại vì thấy ảnh cũng tót cái mồ hôi, ảnh cũng nhiệt tình đi đón em rồi tót cái mồ hôi cộng thêm chiếc xe nữa nó hoành hành ảnh á. Em thấy giống như là ảnh cái chân tình đó nó lộ ra ngoài cái nét mặt nào đó là em đã thấy cái được ở chỗ đó rồi. Khi mà đi trên đường về á thì ảnh chở em về nhà. Gặp mẹ ảnh. Thì thấy cái gia cảnh ở nhà thì có một mình mẹ với anh à. Là anh thì đi làm tất bật thì nghe mẹ anh kể, tại mẹ anh năm nay cũng 70+ tuổi rồi. Cũng mong muốn là có một người dâu để về mà chăm lo cho ảnh. Thì chủ yếu là như vậy thôi. Cái tình thương của ảnh á, mới đầu ảnh về dành cho em ấy là đồ của em mặc mấy ngày á, ảnh gom ra hết tất bật, làm như xông xáo giống như là hai đứa quen là từ đời nào lận. Ảnh lo những cái từ ly từ tí là ảnh về anh tự anh giặt tay. Đó em về em thấy anh tự anh giặt tay đồ cho em, nên là em ấn tượng đó là kết chỗ đó đó. Nhưng mà anh nói thiệt nghe sang cái đó là em làm thật lòng hay là em làm màu? Dạ thật lòng. Cái gì em cũng biết đó. Vợ em chăm sóc từ ở tới Z. Móng tay khó như thế này em còn làm được mà. Về cái móng tay của em á, cái móng hôm nay làm chuẩn bị cho vợ một bộ tay để là em đi tiệm, em đi sơn mấy ngày được 2-3 ngày. Cái anh học lớn, anh học lớn cái đầu anh về anh bắt chước cái anh đi mua nước sơn, mua cọ về vẽ luôn anh. Nhưng mà ở dưới nhà là lâu không? Dạ em ở cũng được vài ngày, gần tuần á anh. Về cái em rủ đi tắm. Rủ anh đi tắm. Dạ em mừng anh luôn. Cái không gian những cái tình cảm ảnh là dành cho em á là như là cái thật ở trong đó đó. Hai đứa đã thích nhau trong điện thoại rồi. Rồi gặp mặt hiện tại ngoài càng thích hơn nữa. Tự nhiên cái rủ vô tắm. Ở đó dưới LA đúng không? Dưới nhà Sang đúng không? Dạ, thì đi. Chuyện gì đến nó sẽ đến. Đến nó sẽ đến. Gì đến.
Vô Thảo có tắm cho Sang không? Có. Dạ không tắm, bởi vì vô cũng ngại lắm anh. Sẵn sốt lâu quá rồi mình thấy cái gầy gầy nó thấy hơi ngại ngại. Hôm đó cảnh... em đứng em chết trăng vậy nè. Cái cảm giác của nó như thế nào? Nó khó tả lắm luôn. Nó lăn lăn mình. Tại nhà mình nữa. Dạ, nó lăn lăn mình luôn. Kể không được. Nói chung là sẵn khoái lắm mình. Mà tụi em là hòa hợp về mọi chuyện đúng không? Dạ đúng. Dạ. À. Nói chung là hai vợ chồng là nó giống nhau là hầu như là 99%. Kể cả tính tình. Nói chung là thân thể em có gì vậy? Thôi đó. Không, cái nốt ruồi cũng giống nhau nữa nghe. Đúng rồi. Nốt ruồi nó mập chỗ ấy á, chỗ kính á. Giống y luôn. Có luôn hả? Có luôn. Em mấy một giờ em mấy một giống y chang hết luôn. Trời đất ơi, hay vậy. Ấn tượng luôn á anh, làm lúc nào về có nhiều cái lắm. Anh cất giọng hát lên cũng rất là hay. Cái anh kêu em á hát một câu giọng cổ đi. Cái em nói thôi em người Tây em hát được, em hát giọng cổ được. Thôi bây giờ hôm nay em hát thử một câu giọng cổ cho anh nghe đi nào. Dạ. Sau dạ. Đó là tới Sang phải đáp lại một câu trong chuyện tình không dĩ dạng nha. Dạ. Tái hiện lại cái thời gian mà hai bạn coi như là song ca với nhau. À. Dạ em hát cái bài ruột của em hay hát á là bài Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo. Rồi. Dạ. Vô giọng cổ nha. Dạ. Bóng ai thập thoáng dưới trăng có vài anh dạy phóng quân về thăm xóm nhỏ. Để nhớ lại ngày nào sóc bom bo còn mịt mờ trong khói lửa, người bom bo sống giữa căm hờn. Quá em ơi. Hay quá. Anh rất mê cái câu này của cô vợ em hát mà em nổi óc luôn anh. Thật sự anh rất mê cái câu này của nghệ sĩ Tú Thanh Kim Huệ. Mà trời ơi bữa nay em nghe trời ơi, anh nghe là cái làn hơi này. Ồ hay quá em ơi. Hôm nay về làm mưa làm gió ở địa phương em lấy hai giải rồi. Mà hai giải rồi hả? Cái gì hay là chồng xung ca. Vậy hả? Rồi giờ tới em đi. Em đây là Khang Tiến, em cũng bên cường cổ hơi dặn. Lên một câu thôi. Người ta thì hát á là một câu, còn em hát là một câu hay hơn. Bây giờ em hôm nay em bị bệnh. Không sao cả, rồi. Này hơi xa cách. Đứng lên luôn, đứng lên đi, cho nó coi. Thôi. Yo. Thôi thôi Thảo ơi, đừng gọi tên Sang nữa mà chi cho giây phút chia ly thêm nặng sầu đưa thêm. Vì lát nữa đây dù hai ta mà được một phút đời dịu duyên thì em ơi lưu liên mà chỉ yêu đương để làm gì rồi tính cũng biết ly. Về đi em đừng gọi tên anh nữa mà chỉ cho mắt lệ rưng sâu. Rầm khí thế quá. Trời quá. Ơi cái cặp vợ chồng này phải tham gia ơi. Chương trình Chuông Vàng Vòng Cổ đi. Dạ ơi, hôm nay em hát đủ luôn. Nhờ anh với chị. Trời ơi, hay quá. Nó nghe nè, tụi em vậy là tụi em giống như là hợp quá luôn. Tức là dạ. Cái gì cũng hợp á đúng không? Từ dạ. Cái giọng hát rồi dạ. Cho tới cái lối sống, cho tới cái dạ. Sở thích. Mà em có thật dạ. Sống vậy nè. Dạ. Vậy em hát hay anh, công nhận đúng không? Mà Ly hát ai cũng đồ song ca đó. Bạn sao chứ? Ai cũng đồ xích lên song ca vợ em. Em mới nói người nào lấy giải được duy nhất tôi đi hát. Tôi hát dở thiệt. Nhưng mà em ráng em hát lát đi về mình đó. Anh nói trước mà hát người ta lát đi bộ. Đi bộ về em về trước. Là ghen đó. Ghen đúng không? Ổng ghen gì lắm đúng không? Dạ. Nhưng mà em thì sao? Em có ghen với anh Út không? Dạ có chứ anh. Ghen ai không có ghen. Em ghen dữ lắm. Em ghen sao? Em bắt ảnh sao? Đó em rồi. Ghen về nè, ảnh đi ra ngoài đường, ảnh đi với em, ảnh ghen nó trời ơi, em nhỏ đẹp em. Tự nhiên nó ủa sao đi em mà anh tự nhiên em không đẹp á, ghen nhỏ ra đẹp. Tự nhiên cái máu em mới lên tới đây rồi đó. Em hành động sao? Em làm trời sao? Trời ơi, cái em nói không được nha, em nhắc em nhéo anh dữ lắm luôn á. Em nói không được nha, anh không được. Không phải nói nhẹ nhàng đâu, mặt xỉ thôi. Thòng xỉ mà thòng xỉ. Trời tả ghê. Sau bao lâu tụi em làm cưới? À dạ, khoảng 2 tuần rồi, hai. Không, cần cả tháng em. Cần tháng à? Dạ, dạ. Một tháng rồi. Dắt đi dưới ra mắt coi gia đình với lâu quá trường kỳ quá rồi mới đám cưới. Dắt đi dưới coi có chịu rễ không? Trời hồi đó bà cũng dắt về mấy người rồi, bây giờ đâu chịu luôn. Về á, cha mẹ em giống như là nhìn ảnh nó hả, nói chung là chịu liền. Kêu ra gấp cưới liền, ai cũng khen điếu đổ, nó hỗ trợ mày lấy chồng đi. Chị Hồng Giang với Quốc Thượng biết sao bị hồi xưa giờ gặp toàn là Lý Thông không à? Lý Thông. Không có thật xanh. Bây giờ này thật xanh. Thật xanh đúng không? Trời ơi, thấy ghét thiệt chứ. Một tháng sau là đám cưới luôn. Là ngày được mấy tháng rồi cưng? Nay cưới ngày được mấy tháng rồi? Ngày 11 tháng 6 mình làm giấy kết hôn. Mà đúng có ngày 21 tháng 7. Đến từ thời điểm quen nhau, từ gặp nhau ngủ chung. Đã 6 tháng? 6 tháng hơn rồi. Trời đất ơi, dài 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 hơn quá. Trường kỳ. Rồi, từ lúc cưới nhau tới bây giờ là mới có 4 tháng, 5 tháng à. Dạ. Son quá son luôn rồi. Dạ. Chắc là dính nhau như Sam đúng không? Dạ. Hình như là không thể rời nhau. Chưa bao giờ mà xa nhau quá một. Có bao một giờ mà không đi sang lấp mặt bằng mà cô ấy đi theo luôn không? Có chứ anh. Hiện tại nè, ngày hôm nay luôn. Em đi làm buổi sáng. Bữa nay xe nó hư em phải tới em sửa phụ tài xế là mình mày em nhớ không? Là dẫn chở vợ theo, bỏ lên xe.
bỏ lên xe, bởi mới lạnh để trên xe xuống. Đi trên xe thì sợ em buồn nên là mua những cái đồ ăn lặt vặt cho em, nên là ghét rồi em về. Từ lúc em về với anh là 58 kg, mà giờ là 68 kg rồi. Những lúc mà đi vệ sinh cũng đi chung nữa. Trời ơi, đi vệ sinh mà cũng đi chung nữa. Nên nó dính vào gì sao vậy? Là đúng rồi. Sợ ông mất cái gì chổng hay sao đi chung. Không phải anh, có nghĩa là ở miền quê mà cái nhà vệ sinh nó hơi xa tí xíu cái nhà, mà em thì sợ ma. Em sợ ma nên em phải kêu anh đi theo. Em phải kêu anh theo. Bây giờ còn tắm chung không? Dạ còn. Còn tắm dạ, chung. Giận thì giận, ví dụ như lâu lâu hai đứa cãi nhau rồi nha, mà không cho em là không cho em được tắm riêng. Cãi nhau vậy đó. Em giờ em có tắm không? Cái nó không. Không, đang giận mà tự nhiên kêu đi tắm chung là sao? Anh đi tắm đi, mình anh đi. Cái này không tắm luôn. Bắt em là phải vô tắm đàng hoàng. Trời giờ mình... sao ta nãy giờ kể chuyện toàn là thấy màu hồng. Dạ. Cái gì cũng là tươi vui cả, hạnh phúc cả. Có lẽ là không có cái tật xấu gì mà lòi ra đúng không? Dạ, dạ có nha. Có chứ. Đâu sao đâu, tật xấu của cổ sao? Cổ hả? Không thích em nhìn phụ nữ đó. Em thí dụ như chị Hồng Vân nữa. Em khen trời chị hôm nay chị đẹp quá. Ông nói đó, chút mặt xì xuống là em biết khó chịu rồi. Về kiếm chuyện. Ghen quá phải không? Yeah. Ghen quá. Ghen. Ừ. Lắm lúc về, khi em lớn tiếng anh, em mà nạt á, em nạt lên cái là bà khóc. bà khóc suốt cái lắm, mà trốn mất tiêu. Không đi đâu, đi vòng vòng nhà anh, trốn nhà anh, đi kiếm đâu được đâu. Mà trời mưa nó ác lắm, đi lội tay chân mình mẩy, em sình bùng không đi kiếm, coi có lọt kinh lọt đề gì không. Kiếm đã đời cái vô thấy cái tội quá, tự mò vô. Tại em thấy kiếm, tại em trốn trong cái nhà kho á, nên là em nghĩ là giống như là vợ chồng mà gần nhau quá làm gì lâu lâu á, nó cũng nhàm chán. Em nói không, lâu lâu cãi nhau một bữa rồi xong trốn đi, cho trốn trong chừng tiếng cho tìm chơi này kia đi. Thiệt chốn mà em thấy ảnh tìm mà mấy cái ao này kia anh xuống anh lội đâu, sao phải lọt đìa đó, lọt đìa. Rồi còn gì nữa không? Mà mỗi khi giải quà như vậy em vô năn nỉ mà cũng còn giận. Năn nỉ xong rồi phải làm chuyện ấy nữa rồi mới vui vẻ hẳn lên. Hẳn lên hiểu không? Sao chứ chuyện ấy nữa rồi mới vui vẻ hẳn lên. Mỗi lần giận là vô là giảng quà là phải chuyện ấy cái rồi cái là tự nhiên hết mệt mà nay đi ngủ. Mà ngủ thì có ôm nắp được không? Phải ôm chứ. Dạ. Nằm trên tay em suốt à. Tật xấu liền. Của bà là bà ghiền, bà hứa nách ra. Lâu quẹt cái hửi cũng hỏi làm gì ông ghiền. Em tha mà, em tha như nước hoa đó anh, nước lăn á. Bà không chịu, bà chửi, bà đem dục đó. Em thích thiên nhiên, tự nhiên. Thích thiên nhiên, nghĩa là cái mùi của chồng mình đó là mình phải thích như vậy. Cái gì đặc biệt này kia, tao giống như mùi gạo mới này kia vậy đó. Rồi chắc là hết rồi. Bây giờ tới em nó thảo. Không, tật xấu của hay em quên là anh. Hậu đậu. Hay quên mà hậu đậu nữa. Nghĩa là làm cái này chút xíu bỏ cái này cái quên mất tiêu rồi. Với lại không có ngăn nắp này kia. Chồng em thì ngăn nắp sạch sẽ. Ví dụ như em làm tới đâu, em bày đâu thì chồng em dọn tới đó. Vậy đó. Vậy là thêm cái bừa bộn nữa. Đó là thêm cái bề bộn. Không thấy mà vợ khui hết. Vợ tự khui tự nhận luôn á trời. Rồi sẵn anh nói ông. Rồi giờ nè, tật xấu ổng có không? Có, lớn tiếng. Lớn tiếng dữ trời lắm, nóng là nóng thôi, nóng như Trương Phi luôn á. Giống như là ca hát, ví dụ như là đi trong với cái tiệc đi, mà ca hát mà biết em thấy em mà ca hát với ai là không được đó, là về là đùng 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 lên rồi. Không có cho mà hát chung với ai hết trơn á. Là mà, cũng là ghen đúng không? Dạ là cũng là ghen. Rồi xấu là nạt, đâu đâu nạt lên lớn tiếng kêu mày. Rồi cái đầu cái em nói không, thôi nha, được rồi nha. Cái từ đó nghe nó nặng lắm á nha anh. Cái từ từ mình nói mình khắc phục cái anh đó. Rồi anh hứa anh sẽ thay đổi. Đó giờ hết luôn chưa? Giờ hết luôn rồi anh, là không có nữa. Bây giờ thì Thảo nè. Dạ. Em mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Nhẹ nhàng hơn, bớt nóng lại thôi. Chứ còn chuyện khác là em thấy ông xã là hoàn hảo rồi. Như là hiểu em. Rồi sang chăm sóc. Bản thân em thì em cũng muốn vợ em ngăn nắp lại chút xíu. Kỹ lưỡng lại chút, chứ đừng đi trốn em. Và một điều em mong muốn nhiều nhất nữa là vợ em tặng cho em thằng cu tí. Em đang mong chờ. Yên tâm, anh sẽ hỗ trợ. Nhưng mà chị nói nghe nè, em có nhậu không? Dạ có mà bỏ. Ít lắm. Ít lắm chị. Bỏ luôn đi, cần phải gọi là phải là có kế hoạch trong vấn đề mà lưu trữ tinh binh. Hiểu dạ, không? Tức là dạ. Không có phải là ngày nào cũng tắm không, không được. Dạ. Tại vì hai bạn đều ở cái tuổi gọi là lớn rồi. Dạ. Thì thành ra là mình muốn cho con nó khỏe, nó mạnh mà là mình phải tính. Dạ. Phải có kế hoạch. Và chúc cho Sang với Thảo nha, luôn luôn hạnh phúc. Chúc cho hai em qua năm sau bác sĩ báo tin vui và cuối năm có một thiên thần xuất hiện ở tại Long An, tại ngôi nhà của hai em. Dạ, cảm ơn anh. Có thời gian cho em. Khoảng 2 ngày sau á, ngồi uống cà phê, rồi uống một hơi cái bắt đầu em mới sinh. Em cho anh hôn cái. Dạ, cái thấy không trả lời gì hết cái đè hôn luôn.